Nhân dịp kỷ niệm 19 năm Ngày Doanh nhân Việt Nam 13 tháng 10 năm 2004, 13 tháng 10 năm 2023, 78 năm Ngày Bác Hồ gửi thư cho giới công thương 13 tháng 10 năm 1945, 13 tháng 10 năm 2023. Chiều ngày 10 tháng 10, Đảng ủy, Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc thị trấn Lang Chánh tổ chức hội nghị gặp mặt Ban chấp hành Hội Doanh nghiệp huyện để thông tin về tình hình phát triển kinh tế xã hội của thị trấn và xin ý kiến đóng góp của các doanh nghiệp về định hướng phát triển thị trấn trong thời gian tới. Tại buổi gặp mặt, đồng chí Vũ Thế Vinh, Ủy viên Ban chấp hành Đảng bộ huyện, Bí thư Đảng ủy thị trấn đã khái quát những kết quả nổi bật của thị trấn Lang Chánh đã đạt được trong 9 tháng đầu năm 2023. Nhiều chỉ tiêu đặt ra đạt kết quả tốt, đã có 2 trên 27 chỉ tiêu vượt so với chỉ tiêu giao, có 15 chỉ tiêu đạt, 9 chỉ tiêu đạt khá, dự báo đến cuối năm sẽ đạt và vượt chỉ tiêu giao. Tổng giá trị sản xuất trên địa bàn ước đạt 1.330 tỷ đồng, tăng 1,07% so với cùng kỳ. Huy động vốn đầu tư 1.400 tỷ đồng, đạt 100% kế hoạch. Công tác quản lý tài nguyên môi trường, chỉnh trang đô thị có nhiều kết quả tích cực. Tập trung lãnh đạo chỉ đạo phát triển kinh tế, trồng mới trên 5.000 cây ăn quả với diện tích cải tạo vườn tạp khoảng 25 ha. Công tác xây dựng đảng, xây dựng hệ thống chính trị có nhiều đổi mới, đạt kết quả tích cực. Thị trấn Lang Chánh hiện có trên 70 doanh nghiệp và hợp tác xã đang hoạt động trên các lĩnh vực sản xuất vật liệu xây dựng, dịch vụ nông nghiệp và chế biến nông lâm sản, thương nghiệp, dịch vụ vận tải. Đồng chí Bí thư Đảng ủy thị trấn nhấn mạnh những kết quả mà Đảng ủy thị trấn đã đạt được, trong đó có sự đóng góp rất quan trọng của đội ngũ doanh nghiệp, hợp tác xã trên địa bàn. Nhiều doanh nghiệp có đóng góp lớn vào nguồn thu ngân sách của thị trấn, giải quyết việc làm cho lao động và tham gia các hoạt động an sinh xã hội. Đồng chí khẳng định, thị trấn Lang Chánh luôn đồng hành, cầu thị, lắng nghe, tạo điều kiện thuận lợi nhất để các doanh nghiệp phát triển sản xuất kinh doanh, hoạt động có hiệu quả, kiến tạo môi trường đầu tư thuận lợi nhất cho các nhà đầu tư để cùng nhau phát triển và mong muốn trong thời gian tới, các doanh nghiệp, hợp tác xã tiếp tục nêu cao tinh thần trách nhiệm, phát huy vai trò tự lực cánh sinh, dám nghĩ, dám làm, đương đầu với mọi khó khăn, thử thách và đoàn kết trong cộng đồng doanh nghiệp, áp dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật, nâng cao chất lượng sản phẩm, thực hiện tốt công tác chuyển đổi số, xây dựng thương hiệu sản phẩm, nâng cao đạo đức kinh doanh, tích cực phối hợp với các phòng ngành của thị trấn, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, đẩy nhanh tiến độ triển khai các công trình dự án trên địa bàn, thường xuyên hiến kế, góp ý thẳng thắn để cải cách thủ tục hành chính, cải thiện môi trường đầu tư trên địa bàn. Cộng đồng doanh nghiệp thực sự là trung tâm, là chủ thể trong phát triển kinh tế xã hội của thị trấn, tích cực tham gia các hoạt động an sinh xã hội, tham gia xây dựng đô thị văn minh, hướng tới mục tiêu xây dựng thị trấn Lang Chánh ngày càng giàu mạnh, văn minh theo nghị quyết số 08 của Ban Thường vụ Huyện ủy. Cùng nhau trao đổi chia sẻ tại buổi gặp mặt, lãnh đạo thị trấn Lang Chánh tiếp tục lắng nghe, tiếp thu kiến nghị của doanh nghiệp, thường xuyên đối thoại, quan tâm, chia sẻ, đồng hành, kịp thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc và giải quyết những đề xuất, kiến nghị chính đáng của doanh nghiệp, đề nghị các phòng ngành của huyện tiếp tục quan tâm, phối hợp giúp đỡ thị trấn giải quyết những khó khăn, vướng mắc, đẩy nhanh tiến độ triển khai các công trình dự án trên địa bàn. Đại diện Hội Doanh nghiệp huyện đã phát biểu bày tỏ cảm ơn sâu sắc trước sự quan tâm lãnh đạo, tạo điều kiện của các ban ngành đoàn thể thị trấn Lang Chánh. Đây là động lực mạnh mẽ giúp doanh nghiệp, hợp tác xã yên tâm sản xuất kinh doanh, đẩy mạnh phát triển kinh tế, xã hội của thị trấn. Thời gian tới, cộng đồng doanh nghiệp tiếp tục tranh thủ sự hỗ trợ của chính quyền, nhanh chóng phục hồi sản xuất kinh doanh, đảm bảo an toàn cho người lao động, vừa tìm kiếm, nắm bắt xu hướng thị trường và tận dụng những cơ hội mới để phát triển, phát huy tinh thần xung kích trên mặt trận kinh tế, khắc phục khó khăn, vươn lên phát triển và hội nhập thành công. Tại buổi gặp mặt các doanh nghiệp, hợp tác xã tiêu biểu trên địa bàn nhân ngày Doanh nhân Việt Nam 13 tháng 10, lãnh đạo thị trấn đã phát biểu khai mạc và tặng hoa chúc mừng Hội Doanh nghiệp huyện nhân ngày Doanh nhân Việt Nam, biểu dương và ghi nhận những đóng góp tích cực hiệu quả của các doanh nghiệp, doanh nhân vào quá trình xây dựng và phát triển thị trấn,